Tử vi tuổi Mậu Tuất 1958 tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Mậu Tuất là những người sống hết lòng vì bạn bè và người thân ở xung quanh. Khi làm việc gì, họ luôn đặt lợi ích của tập thể lên trước cá nhân. Đó là lý do tại sao tuổi Mậu Tuất có nhiều bạn bè yêu quý. Họ còn là người rất thẳng thắn, không thích ưa nịnh. Bởi vậy tuổi Mậu Tuất thường vụng về trong cách giao tiếp. Họ không biết nịnh bợ, lấy lòng hay thuyết phục một ai đó. Điều này đôi lúc khiến họ gặp phải nhiều khó khăn trong công việc. Nhưng đổi lại, tuổi Tuất mệnh mộc lại được rất nhiều người tin tưởng, yêu quý. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Mậu Tuất trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Mậu Tuất sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Mậu Tuất trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Các bác tuổi Mậu Tuất 1958, mệnh Bình Địa Mộc là người thành thực, trung hậu, có hiểu biết sâu. Đây còn là người có tinh thần chính nghĩa, không ngại khó khăn khi giúp đỡ mọi người. Họ cũng sẵn sàng hy sinh lợi ích bản thân nếu cần thiết, và vì vậy họ được nhiều người tin tưởng, yêu mến. Người tuổi Mậu Tuất có thể trở thành bạn bè hoặc cấp dưới đáng tin cậy. Họ cũng có khả năng chịu đựng khó khăn, gian khổ. Khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ tiến lên không ngừng nghỉ. Họ có khả năng hợp tác với người khác để làm nên sự nghiệp. Các bác tuổi Mậu Tuất là người rất có năng lực làm việc, nhưng họ không phải là người có tài ăn nói. Họ cũng là người không thể giữ yên lặng trong thời gian dài. Tuy nhiên, vì không có khả năng biểu đạt nên họ thường chỉ có thể nói rất thẳng thắn ý kiến của mình về mọi việc. Nếu không làm được như vậy, họ sẽ cảm thấy rất cô độc. Các bác tuổi Mậu Tuất mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung, độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung, trọng hậu để đối đãi với người khác. Tháng 6 này, về sự nghiệp, hầu như các bác đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không cần vất vả về kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc các bác cần làm là quan tâm đến sức khỏe, dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện các bác không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu và vai. Những người tuổi Mậu thân khá chủ động. Những người tuổi Mậu Tuất khá chủ động trong chuyện tình cảm. Các bác sẵn sàng bày tỏ tình cảm với người mình yêu, không ngần ngại, e dè. Thời điểm này đào hoa khá tốt sẽ giúp các bác tìm được người mình yêu mong muốn. Xét về đường tài lộc thì tài vận bản mệnh khá ổn định, không cần lo lắng. Có điều hãy lập kế hoạch chi tiêu khoa học, suy xét linh hoạt mọi vấn đề, chớ hoang phí quá mức, cũng chớ tiết kiệm đến hà tiện mà tự khiến mình đau khổ. Mậu Dương Thổ gặp ất âm mộc nên được gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, gia chủ tuổi Mậu Tuất cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình.
tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Bên cạnh đó, trong năm 2021, các bác tuổi Mậu Tuất nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đền điều họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ thái tuế báo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Mậu Tuất nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Mậu Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Mậu Tuất trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất về sự nghiệp, quan vận. Tử vi tháng 6 âm lịch của các bác tuổi Mậu Tuất theo lịch âm cho thấy tinh thần bản mệnh bất ổn, chi phối mạnh đến công việc và các mối quan hệ. Tháng này các bác tuổi Mậu Tuất có thể mong đợi rất nhiều may mắn để kiếm tiền so với các tháng trước. Tuy nhiên, các bác tuổi Mậu Tuất đã bước vào tuổi trung niên. Một số người đã nghỉ hưu nên sức khỏe của các bác quan trọng hơn tất thảy. Quý nhân cũng sẽ nâng đỡ cho các bác, giúp các bác nhìn rõ hơn hướng đi phù hợp với bản thân. Sau không được suy nghĩ bi quan, tiêu cực thì mọi việc sẽ tốt đẹp theo ý của bản mệnh. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của các bác rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này, các bác nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng. Đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp các bác lấy lại được tinh thần. Đặc biệt trong thời điểm này, các chuyên gia phong thủy còn khuyên các bác hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ Thiên, Điện, Nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho các bác. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, phát triển. Quan hệ công việc dần tốt đẹp, tâm trạng cũng vì thế bớt tiêu cực. Thứ hai về mặt tài lộc, tiền bạc. Tháng này các bác có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết các bác sẽ được thăng cấp đến một cấp độ mà các bác chưa bao giờ đạt được. Còn với những bác làm kinh doanh, buôn bán, làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Tuy nhiên, mức chi tiêu của bản mệnh trong tháng cũng khá lớn. Có nhiều chuyện các bác không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, tung thiếu, giật cầu và vai. Qua sự nghiệp lần này, hãy học cho mình cách sống tiết kiệm hơn, có phương án dự phòng cụ thể trong từng tình huống có thể xảy ra. Đừng tiếp tục thói quen chi tiêu không chút suy nghĩ, kẻo các bác hoàn toàn có thể rơi vào cảnh cháy túi. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải những thị phi, tử nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh. Từ đó, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ đối với các bác tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958. Những người tuổi Mậu Tuất cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, các bác có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi các bác giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, các bạn đã sống với nhau trọn đời. Vì vậy, các bác biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc
và bao dung cho nhau. Trong tháng 6 âm lịch, gia đình các bác sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của các bác Mậu Tuất trong tháng 6 âm lịch không có vấn đề gì đáng lo ngại. Tinh thần của các bác tuổi Mậu Tuất có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Đành rằng ở tuổi này, sức khỏe của các bác đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm, có dấu hiệu của các căn bệnh về tuổi già. Nhưng cũng là do các bác chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian. Các bác cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Các bác tuổi Mậu Tuất sinh năm 1958 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Mậu Tuất sinh năm 1958. Quý vị thân mến, cho phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch của các bác Mậu Tuất để có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm xa trung kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hạnh tý, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với những người Mậu Tuất trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 6, tức ngày 19 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Mậu Thìn. Thứ hai, ngày âm lịch 22 tháng 6, tức ngày 31 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Canh Thìn. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mậu Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Mậu Tuất tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 9 tháng 6, tức ngày 18 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Đinh Mão, nạp âm Lô Trung Hỏa. Thứ hai, ngày âm lịch 21 tháng 6, tức ngày 30 tháng 7 dương lịch, nạp giáp Kỷ Mão, nạp âm Thành Đầu Thổ. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Mậu Tuất trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trong này, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi từng tháng của bản mệnh, xin mời quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, quý gia chủ hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh về phong thủy. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.